Rồi để tiếp tục cái video đăng bán ngày hôm nay thì gửi cô chú chị hình ảnh của bộ mẹ con ha. Đó, con mẹ thì mẹ bô xin của chú chị. Hey. Đó, con mẹ bô xin thì nói chung thì hiện tại con giữ con cái kem. Đó, con cái kem kiểu mẫu nè. Còn cái kem này thì em quan sát thì sau này mình để làm giống sinh sản luôn. Con mẹ thì mẹ tơ. Đó, mẹ tơ mới đẻ lứa đầu luôn cô chú chị. Đó, con thì 4 tháng tuổi nha, nhưng mà con mẹ thì anh chủ nhà có bơm tinh là 1 tháng rồi, nhưng mà mới 1 tháng thì không có bao chữa được nha cô chú chị. Đó, nhưng mà nói chung thì quỷ con bò này. Đây, con kiểu mẫu nè, mẹ con chưa nấu hoàn thiện không ốp xe là xuống đúng ruột gì. Đó thì bộ mẹ con này thì anh chủ nhà bán giá là 25 triệu. Đó, 25 triệu là bao ship luôn. Đó, bao lộ cho bà con mình 3 tháng. Đó, con mẹ thì mẹ tơ. Đó, mẹ tơ mới đến lứa đầu tiên. Đó, nhưng mà được con cái thì con thì được 4 tháng rồi chứ chị. Đó, đây còn con mẹ thì đó, con mẹ thì đã bơm tinh lại. Bơm tinh gì lại hả? Bơm kem luôn. Đó, bơm kem lại luôn cô chú chị. Đó, tại vì nói chung thì anh chủ nhà thấy đẻ con tốt quá nên bơm kem lại luôn. Đặng mình để làm giống luôn ha. Con mẹ này chiều cao là 1m36 tới 1m38 bò. Đó, 1m36 tới 1m38 bò. Đó, còn con thì 4 tháng. Con còn nói chung thì em không có đo nghe cô chú chị. Tại vì thả cũng khó đo. Đó, con còn rúng yếm nè. Vàng rúng nè. Đó, con mẹ chân móng nè cô chú chị, rúng yếm nè, vú thì 4 vú ha. Mẹ em quan sát vú thì 4 vú. Đó, mẹ thì là quyền một màu đỏ mặt luôn, không lan không đốm gì luôn. Đó, bà con nào ưng mình xem tới xem lui cho kỹ đi. Đó, thiệt ưng mình hả mua ha. Đây, con còn chân móng nè. Đó, con còn tốt, khỏi nói không. Con nó sao để làm giống sinh sản luôn. Đó, mẹ thì em quan sát thì sư lưng sư mặt nghiêm chỉnh của chú chị. Mẹ thì sư lưng sư mặt nghiêm chỉnh luôn. Đó, bà con nào ưng mình xem tới xem lưu cho kỹ đi. Đó, thiệt ưng mình hả mua ha. Đó, mẹ con giá 25 triệu rồi bên em bao ship cho bà con tới nhà luôn, trong vòng 280 số. Đây chú chị. Đó, tướng tá cấp mình chân móng nè. Đó, bà con nào ưng mình xem tới xem lưu cho kỹ đi. Đó, thiệt ưng mình hả mua ha. Con nè, con sao mình để làm giống sinh sản luôn. Con rất tốt luôn cô chú chị. Đó, em nó con tốt khỏi nấu luôn. Rồng da những mức luôn. Đó, mẹ thì dòng bô xin. Đó, con thì pháp kem. Đó, con 4 tháng rồi mẹ bơm tinh lại kem lại là được 1 tháng rồi. Đó, thì bà con nào ưng mình xem tới xem lui cho kỹ đi. Đó, thì ưng mình mua ha. Đó, thì hình ảnh về giá cả của bộ mẹ con này em gửi đến đầy đủ cho cô chú chị rồi. Đó, thì bây giờ tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay.